quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, mái ấm nhân đạo mang tên quê hương chính thức được khai sinh. Như một đứa con được trông mong đợi chờ từ lâu, mái ấm này ngay từ khi ra đời đã đón nhận những tình cảm yêu mến trân trọng đặc biệt của rất nhiều người, nhất là những số phận trẻ thơ bất hạnh, những mảnh đời khốn khó neo đơn ở khắp mọi nơi. 15 năm qua đi, niềm tin, niềm hy vọng vào địa chỉ nhân ái này cứ lớn lên mỗi ngày, vững chắc mỗi ngày trong mỗi chúng ta. Khi nhìn thấy những mầm non ở đó cứ mãi xanh tươi sự sống mỗi ngày, mãi được chắp cánh vươn cao vươn xa trên bầu trời mơ ước. Điều làm nên sự thay đổi kỳ diệu cho cuộc đời của những sinh linh đáng thương này thật ra lại được bắt nguồn từ một điều rất đổi bình thường giản dị. Đó là nó đã được gầy dựng nên từ tình thương, công sức và tâm huyết cả đời của một người mẹ có lòng từ tâm nhân ái vô biên, bà Huỳnh Tiểu Hương, sáng lập kiêm giám đốc trung tâm nhân đạo quê hương, và được sự cương mang chia sẻ của cộng đồng xã hội. Tất cả đều vì mục tiêu chung đắp cho những phận đời không may. Hơn 20 năm dấn thân vào sự nghiệp nhân đạo, nhất là kể từ khi thành lập trung tâm nhân đạo quê hương vào năm 2001 cho đến nay, không ít lần bà Tiểu Hương nhận được những câu hỏi từ bạn bè, báo chí, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành trung ương và địa phương rằng: vì sao lại chấp nhận đánh đổi cuộc sống giàu sang, sung túc, sự tự do, thoải mái của một người phụ nữ thành đạt để nhận lấy sự vất vả, cực nhọc, lo toan cả đời của một người mẹ đơn thân với hàng trăm đứa con thơ dại? Vì sao lại sẵn sàng hy sinh cả quãng đời thanh xuân tươi đẹp và hạnh phúc riêng tư vì những đứa con của thiên hạ? Vì sao lại phải bỏ ra tất cả vốn liếng, tài sản chắc chiêu gom góp được cho một công việc bị không ít người cho là dại, là khùng? Dẫu mấy chục năm đã trôi qua, dẫu hàng ngàn câu hỏi tương tự như thế có đặt ra đi nữa, thì mọi người vẫn luôn nhận được câu trả lời duy nhất từ bà. Đó là Tiểu Hương muốn cứu lấy sự sống của những sinh linh đáng thương vô thừa nhận, để cuộc đời này không phải có những Tiểu Hương thứ hai, thứ ba và nhiều hơn thế. Với suy nghĩ và ước muốn đầy bản năng làm mẹ như thế, nên khi mới thành lập trung tâm nhân đạo quê hương, bà đã gặp rất nhiều khó khăn, thử thách trong việc điều hành, quản lý trung tâm. Trong đó, khó khăn lớn nhất là sự thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học. Nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập của các em khi đó chỉ là dãy nhà lá được cất tạm trên khuôn viên rộng 2.100 m². Theo thời gian, số lượng các em mồ côi khuyết tật được nhận vào trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng ngày càng nhiều, nên việc đảm bảo nơi ăn chốn ở cho các em thật sự là một áp lực đối với bà và đội ngũ cán bộ nhân viên của trung tâm. Có những lúc với hơn 100 trẻ em sơ sinh và 30 bảo mẫu, nhưng trung tâm chỉ có 3 căn phòng và 2 nhà vệ sinh để phục vụ cho việc sinh hoạt, nghỉ ngơi, vệ sinh. Đối với những em ở độ tuổi lớn hơn, trung tâm phải kê giường tầng cho các em nằm ngủ. Mỗi chiếc giường thường chứa từ 8 đến 10 em, và cả dãy nhà có sức chứa hơn 200 em, nhưng cũng chỉ có 2 căn nhà vệ sinh. Không nỡ nhìn các con lớn lên trong điều kiện thiếu thốn chật chội như vậy, bà Huỳnh Tiểu Hương đã đặt ra mục tiêu nhiệm vụ quan trọng hàng đầu cho bản thân mình cũng như trung tâm trong suốt quá trình hoạt động, đó chính là hoàn thiện cơ sở vật chất. Sau nhiều năm tích góp dựng xây, đến nay bà đã đưa trung tâm nhân đạo quê hương phát triển nhiều mặt. Từ chỗ chỉ có khoảng 30 em những ngày đầu mới thành lập, mái ấm quê hương hiện đang chăm sóc giáo dục miễn phí 339 em. Đáng chú ý là trung tâm không ngừng được mở rộng phát triển. Quy mô hiện nay lên đến 12.000 m² với đầy đủ cơ sở hạ tầng như nhà ăn, phòng học mẫu giáo, phòng học nghề, khu nhà ở cho các em nam nữ,
sân chơi, khu nhà trưng bày hình ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đền thờ họ Huỳnh. Đặc biệt, năm 2015, trung tâm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trường mầm non tiểu học, trung học cơ sở quê hương, rộng gần 2.000 m², cao 4 tầng với 20 phòng học, phòng ở và nhà ăn để đáp ứng nhu cầu học tập sinh hoạt của các em ngày càng tốt hơn. Dấu ấn rõ nét hơn cả của Trung tâm Nhân đạo quê hương qua 15 năm hoạt động chính là sự khôn lớn trưởng thành của những trẻ thơ mồ côi khuyết tật được chăm sóc nuôi dạy tại đây. Có đến hàng ngàn lý do để các em về với bà. Có em vì mẹ chúng lỡ trót mang thai ngoài ý muốn, vì gia cảnh quá nghèo khó. Đau lòng hơn cả là những em chỉ vì bị khuyết tật, bị bệnh nan y mà cha mẹ lại đang tâm tước đoạt luôn cả cơ hội sống sót của các em. Đón nhận những sinh linh vô thừa nhận này về chăm sóc, nuôi dưỡng có khác gì rước thêm gánh nặng vào thân? Bởi việc chăm sóc, nuôi dưỡng một đứa trẻ sơ sinh vốn không đơn giản. Ở đây tất cả các em đều bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ khi vừa mới chào đời. Do không được bú sữa mẹ, không được mẹ sưởi ấm, nựng nịu, nên sức đề kháng của các em rất yếu. Mỗi khi một em bị bệnh là nhiều em khác đồng loạt bị lây theo. Chỉ riêng chi phí thuốc thang chăm sóc cho các con đã là một gánh nặng không nhỏ. Ấy vậy mà bà vẫn chăm chút lo lắng cho đàn con đầy đủ từng thứ một. Đặc biệt, tất cả các con của bà khi đến tuổi đi học đều được đến trường, được mẹ cho học đầy đủ các môn năng khiếu, học ngoại ngữ, tin học để phát huy tối đa năng lực của mình. Trước đây, do nhiều nguyên nhân khách quan, các em không thể đến trường học tập như bao bạn bè cùng trang lứa. Tuy vậy, bà vẫn cố gắng tìm giáo viên, tình nguyện viên về dạy cho các em ngay tại trung tâm. Và kể từ năm học 2012-2013, được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương và ngành giáo dục Chí An, 84 đứa con của bà đã được đến các trường học trên địa bàn để học tập và hòa nhập cộng đồng. Điều đáng mừng là hầu hết các em đều rất ngoan, học giỏi. Đến nay đã có hơn 100 em đang được học phổ thông. Kết quả hàng năm có đến 90% trong số các em đạt học lực khá giỏi. Đối với các em bị khuyết tật thì được học tại trung tâm. Riêng những em có nguyện vọng học nghề sẽ được mẹ tạo điều kiện cho các em học sửa xe, học may, bấm huyệt, đan cườm, nghệ thuật. Từ mái ấm quê hương, thời gian qua đã có nhiều em trưởng thành và hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng. Với những em được nuôi dưỡng ở đây, khi đã trưởng thành, bà đã tạo công ăn việc làm cho hơn 4.000 em tại các công ty doanh nghiệp Đài Loan, công ty PNG, VMEP. Đặc biệt, với những em có năng khiếu thể thao, nghệ thuật đều được mẹ Tiểu Hương và các thầy cô giáo phát hiện, bồi dưỡng kịp thời. Nhờ vậy mà trong thời gian qua, các con của mẹ Tiểu Hương luôn tỏa sáng ở những giải đấu bóng bàn, bơi lội, bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền. Và ở bất cứ môn thi đấu nào, các em cũng mang về những giải thưởng cao, coi như món quà tặng mẹ. Đặc biệt, các em Huỳnh Hiếu Như đã 3 năm liền đoạt nhất môn bơi lội, bóng chuyền do thị xã Dĩ An và tỉnh Bình Dương tổ chức. Với bà, đây thực sự là phần thưởng, món quà ý nghĩa nhất mà các con đã tặng cho mình. Đây cũng là động lực, là sức mạnh tinh thần để bà tiếp tục hành trình không mệt mỏi vì các con. Sau khi đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái với diện tích 3 hectare tại tỉnh Đồng Nai để các con có nơi sinh hoạt vui chơi, giải trí thoải mái, năm 2016, bà tiếp tục khánh thành Trung tâm Nhân đạo quê hương cơ sở 2 tại Thiện, là trường học quốc tế cho trẻ em nghèo, mồ côi. Để Trung tâm Nhân đạo quê hương có được những sự thay đổi lớn lao sau 15 năm hoạt động, ngoài sự nỗ lực cố gắng không ngừng của bản thân, sự đồng tâm hiệp lực của đội ngũ cán bộ nhân viên trung tâm, lực lượng tình nguyện viên trong nước và quốc tế,
bà Huỳnh Tiểu Hương đã nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình của những tấm lòng hảo tâm gần xa như Công ty Cổ phần Đại Dũng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thực phẩm Đại Phát, Công ty Cổ phần Chấn Kiệt, Công ty Cổ phần Bê tông Sáu, Công ty Cổ phần Đức Khải, Công ty Công nghiệp Thực phẩm Ly Quê Quê Sài Gòn, Đoàn Nấu ăn Cô Liễu Biên Hòa Đồng Nai, Đoàn Nấu ăn Cô Hương Gia Kiệm Đồng Nai, vân vân. Đặc biệt là sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước như Cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh, Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ông Phạm Thế Duyệt, Nguyên Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, cùng các bộ ngành Trung ương, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Tổ chức Xã hội Trung ương và các sở ban ngành tỉnh Bình Dương. Chính điều này đã luôn cổ vũ động viên cho bà có thêm niềm tin, nghị lực để cống hiến hết sức mình cho những người bất hạnh. Mong rằng trong chặng đường sắp tới, Trung tâm Nhân đạo Quê hương sẽ tiếp tục nhận được sự chia sẻ đồng hành của cộng đồng xã hội để bà Huỳnh Tiểu Hương thêm vững bước trên hành trình nhân đạo, và các con của bà sẽ được hưởng thụ một tuổi thơ êm đềm hạnh phúc, một tương lai rộng mở phía trước. Bây giờ nhà nước không lo được mà các cháu lo được thế này thì đây cũng là một công lớn. Cái chính là cái sức khỏe bác thì nói sức khỏe cháu. Cháu lo thế này, cháu lo thế này. Nhưng mà cháu ốm cháu nằm xuống thì làm sao? Cho nên cái vấn đề đi để chữa trị thế nào cho cháu. Sức khỏe làm sức khỏe cháu ngày càng tốt. Thì công trình của cháu này nó phát triển lớn to lớn được. Công lao của cháu đối với đến cách mạng nó mới có thể gọi là người mà có hoàn cảnh rất là tệ, mà có lẽ chính vì xuất thân từ cái hoàn cảnh đặc biệt như thế cho nên có một cái tình thương đối với lại cái trẻ bị bỏ rơi, lang thang cơ nhỡ, rồi tất cả cũng tổn. Thì tôi nghĩ là có lẽ là cũng do hoàn cảnh mình đã trải qua tất cả những cái chặng đường vất vả của cái đứa trẻ mồ côi, cái đứa trẻ không nơi nương tựa, cái đứa trẻ lang thang cơ nhỡ, bất hạnh, cho nên bây giờ quay trở lại để nuôi những cái mảnh lớn cho mình được luôn đáng được. Giúp đỡ trân trọng và tạo hòa điều kiện. Thì trung tâm của chị đang nuôi dưỡng là 322 cháu mồ côi đang được các cán bộ công nhân viên hay nói khác các bà mẹ với tất cả tấm lòng nhân đạo, nhiệt huyết, trách nhiệm của mình thương yêu con người, thương yêu các cháu nuôi dưỡng chăm sóc khá tốt. Thứ nhất là đảm bảo sức khỏe cho các cháu để các cháu phát triển bình thường. Thứ hai là nuôi dưỡng các cháu không có nguồn sữa mẹ thì lấy sữa khác, lấy cái sản phẩm sữa khác để nuôi dưỡng cháu theo cái độ tuổi và theo sự hướng dẫn của thầy thuốc. Rồi thì lo cơm cháo cho các cháu theo độ tuổi, đảm bảo chế độ dinh dưỡng các cháu lớn lên tốt. Anh em tôi đến thăm và nhiều đồng chí lãnh đạo đảng nó đến thăm thì rất là khen cái việc nuôi dưỡng đó. Về ngày nay, tôi được trung tâm
mời đến dự cái lễ kỷ niệm 6 tuổi của trung tâm này. Tôi hết sức là xúc động trước cái những việc làm nghĩa cử cao đẹp của trung tâm này. Làm việc ở trong miền Nam là tư lệnh của khu 7 thì tôi đã nghe về cái chuyện của cô bé Quỳnh Tiểu Hương, một cái người cơ nhở hoạn nạn lang thang bụi đời. Có lẽ là thấm về tình đời, sâu sắc về ý nghĩa của cuộc đời, cho nên cô mới nghĩ ra thành lập cái trung tâm này. Từ ban đầu những cái nghĩa cử nhân đạo từ thiện giúp người cứu người như cứu mình, có lẽ là thương người như thể thương thân. Cho nên tôi đã không kịp đi tìm được cái cơ sở này, không kịp đi tìm một địa phương, thì tôi phải nhận quyết định đi ra phương. Lại như 57 năm trước đây, ai đó nuôi tôi, cũng như những đứa trẻ nằm đây. Không may mắn mà có cụ Hồ, có cách mạng thì bây giờ tôi không có như vậy, không có cái gì cả. Và có lẽ ở tận cùng đêm của xã hội tôi xúc động. Tôi có ngày hôm nay trong cái rủi ro của cuộc đời, tôi cũng may mắn là gặp lúc cụ Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước và lập nên sự nghiệp cách mạng, thì tôi được hưởng cái đó. Cho nên tôi hết mồ hôi và tôi được sống trong tình thương yêu nhân dân. Nhân đạo quê hương nó ra đời, nó giải quyết được và nó góp phần ổn định cái về mặt xã hội đối với cái lĩnh vực này trên địa bàn của tỉnh Bình Dương. Tất nhiên là ở cái giai đoạn đầu đó, thì khi ra đời cái tổ chức hoạt động của cái trung tâm này đó, thì nhiều người là chưa hiểu, chưa rành về cái tổ chức hoạt động, và do đó đó cái trách nhiệm của mình, xác định trách nhiệm của mình đối với cái trung tâm đó thì nó còn có cái hạn chế. Nhưng mà qua thực tế hoạt động đó, với cái vai trò của trung tâm như đã làm được trong hơn 10 năm qua đó, thì đã thuyết phục được cái sự quan tâm, cái sự xác định cái trách nhiệm của các cấp, các ngành ở địa phương. Và chúng tôi đó đánh giá cao cái cố gắng, cái nỗ lực của trung tâm nhân đạo quê hương. Mà có lẽ chính vì xuất thân từ cái hoàn cảnh đặc biệt như thế cho nên có một cái tình thương đối với lại cái trẻ bị bỏ rơi, lang thang cơ nhỡ rồi tất cả cũng tổn. Thì tôi nghĩ có lẽ là cũng do hoàn cảnh mình đã trải qua tất cả những cái chặng đường vất vả của cái đứa trẻ mồ côi, cái đứa trẻ không nơi nương tựa, cái đứa trẻ lang thang cơ nhỡ bất hạnh, cho nên bây giờ quay trở lại để nuôi những cái mảnh đời như thế này, tôi nghĩ là đáng được giúp đỡ, trân trọng và tạo hòa điều kiện. Thì trung tâm của chị đang nuôi dưỡng là 322 cháu mồ côi đang được các cán bộ công nhân viên, hay nói khác các bà mẹ, với tất cả tấm lòng nhân đạo, nhiệt huyết, trách nhiệm của mình
thương yêu con người, thương yêu các cháu, nuôi dưỡng chăm sóc khá tốt, khá tốt. Thứ nhất là đảm bảo sức khỏe cho các cháu để các cháu phát triển bình thường. Thứ hai là nuôi dưỡng các cháu không có nguồn sữa mẹ thì lấy sữa khác, lấy sản phẩm sữa khác để nuôi dưỡng cháu theo cái độ tuổi và theo sự hướng dẫn của thầy thuốc. Rồi thì lo cơm cháo cho các cháu theo độ tuổi, đảm bảo chế độ dinh dưỡng các cháu lớn lên tốt. Để nuôi mấy trăm cháu ở đây mà nhận tài trợ để đi tài trợ, nhận sự cứu giúp để đi cứu giúp. Cái việc làm này tôi nghĩ là ít ai người ta nghĩ ra. Các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm, những tấm lòng nhân ái là tiếp tục giúp đỡ, tiếp tục làm sao cho cái trung tâm này thực sự là nơi nuôi dưỡng cho các cháu có số phận không ai. Tôi thì nghe về quê hương thì rất là nhiều, trên báo, trên nhiều câu chuyện viết về cơ sở này và người sáng lập là Bình Kiện Hương. Thì khi mà tôi làm bộ trưởng thì tôi là phụ trách cái mạng các vấn đề xã hội, thì tôi có rất nhiều lần được đi thăm nhưng mà công việc của mình quá đi không được. Thì cách này khoảng 2-3 năm tôi có đến đây để thăm, chủ yếu là thăm để biết là thăm các cháu mồ côi được nuôi dưỡng ở đây và những cái người mà có một cái tấm lòng rất là cao đẹp đã sống làm việc với và bảo hộ cho các cháu, trong đó có cô Bình Kiện Hương. Thì lần đó về tôi cũng nhớ mãi, mặc dù mình đến thăm quà tặng thì nó không phải là lớn, nhưng mình tức là đến để thể hiện một cái thứ nhất là sự trân trọng đối với những cái tấm lòng như cô Bình Kiện Hương, thứ hai là cũng để động viên những cái người làm việc ở đây. Tài năng của cái công việc tổ chức của Bình Kiện Hương cũng là công phu ở địa phương, ở trong nước và cả ở nước ngoài. Cho nên là chúng ta đến đây, tôi đến đây, cái bản tin là đến đây là biểu hiện cái quý mến, đánh giá cao trung tâm quê hương và Bình Kiện Hương. Luôn làm việc vì trách nhiệm với cộng đồng, vì cái tâm của những người hành thiện. Với sự nỗ lực của đội ngũ nhân viên trung tâm, sự phấn đấu vươn lên của các em, đặc biệt là sự quan tâm đầy trách nhiệm của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tin tưởng trung tâm nhân đạo quê hương sẽ thực sự trở thành là mái ấm cho các cháu mồ côi, là địa chỉ tin cậy của các em cơ nhở, là nơi để những giấc mơ tốt đẹp của trên 300 cháu được cắm cánh và trở thành hiện thực trong một tương lai xa. Việt Nam tỉnh Bình Dương, tôi xin chúc quý vị đại biểu, đội ngũ nhân viên cùng toàn thể các em thiếu niên nhi đồng đang sinh sống tại trung tâm sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúng tôi là nhận xét thấy là hết sức tốt, góp phần đối với nhà nước của chúng ta trong cái việc mà nuôi dạy, rồi bảo bọc, bảo vệ và chăm lo. Chúc trung tâm nhân đạo quê hương ngày càng hoạt động hiệu quả. Nhìn vào người phụ nữ thiếu niên cần trình dũng quý, Bình Kiện Hương biết ai nghĩ rằng dù có những việc phi thường và có những hành động phi thường, song đó đang là sự thực hiện nhiên về tính phi thường của một con người bình thường. Giàu lòng nhân ái đã đem cả trái tim, khối óc và toàn bộ sức lực để che chở, bao dung, chăm sóc nuôi dưỡng hàng trăm trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật. Hiểu nổi là có như từ trước nay đã hàng nghìn trẻ em bất hạnh, những đứa trẻ bị chối bỏ trong cuộc đời đi về đâu. Và mai sau những cái đứa trẻ có những mảnh đời bất hạnh như vậy đã ra đời, đã có cái lợi ích cho đất nước, cho dân tộc, họ sẽ nhớ mãi cái nơi mảnh đất là có một người mẹ hiền, nơi đó có một cái tổ ấm mà đã xây dựng và đã giáo dục họ trở thành một con người hữu ích cho xã hội. Thì đấy là cái điều rất đáng quý và rất đáng là tôn vinh. Tôi rất rất ngưỡng mộ một người phụ nữ như chị Hương, bởi vì thực sự trong xã hội không mấy người làm được điều đó.
một điều thiêng liêng nhất. Thì từ khi có những người có những cái tấm lòng như chị Hương thì mới cứu mang và cứu vớt những cái mảnh đời bất hạnh của bạn. Làm thầy với các em ở đây thì nói là thầy thôi, nhưng mà thực sự là cũng là một người anh trong gia đình chị ạ. Cho nên là cũng cảm thấy hạnh phúc lắm. Tại vì ngày trước mình cũng chính là những các em ngồi ở những cái ghế, rồi sau này mình lại đứng lên chỉ lại cho các em, thì tự nhiên mình cảm thấy cái cuộc sống của mình nó có ý nghĩa nhiều lắm chị ạ. Khi em vào trung tâm á, thì mọi cái đối với em rất là lạ, chưa biết một cái gì hết, từ máy vi tính cho đến tất cả mọi công việc đều chưa quen. Thì sau một thời gian nhờ có sự giúp đỡ và động viên của mẹ, thì ban đầu thì mẹ cho em đi học kế toán để về phụ giúp với mẹ về công việc trung tâm và văn phòng. Thì em không có biết nói gì cả, mà em chỉ biết nói lời cảm ơn mẹ. Nhờ mẹ mà em có ngày hôm nay, nhờ mẹ em được đi học, được có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và cũng rất là xúc động như bao người khác, mỗi lần đến trung tâm thì chúng ta lại chứng kiến thêm những cái sự kiện mới, những cái thành quả, những cái thành tựu mà trung tâm đạt được về cái việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Cái việc quan trọng hơn là cái việc chăm sóc và nuôi dạy các cháu ngày được cải thiện. Và cái sự thấy rất là rõ qua mỗi năm là các cháu có một cái sự trưởng thành, và cái việc học hành và cái việc sức khỏe và mọi thứ của các cháu.
của trung tâm và cá nhân bà Huỳnh Tiểu Hương trong hoạt động nhân đạo. Không chỉ chăm sóc giáo dục trẻ em khuyết tật, trước tình hình trẻ mồ côi, đặc biệt là trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ngày càng nhiều, Trung tâm Nhân đạo Quê Hương đã đảm nhận thêm việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em sơ sinh. Do chưa có sự đầu tư chuẩn bị chu đáo, đầy đủ cho công việc mới mẻ này, nên bà Huỳnh Tiểu Hương và các cộng sự đã gặp rất nhiều khó khăn, áp lực trong việc chăm sóc trẻ sơ sinh và cả dư luận xã hội. Trẻ sơ sinh vốn đã non nớt, yếu ớt, nên việc chăm sóc các em không hề đơn giản. Ở đây, tất cả những trẻ thơ đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Quê Hương đều bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ khi vừa mới chào đời. Do không được bú sữa mẹ, không được mẹ sưởi ấm, nựng nịu, nên sức đề kháng của các em rất yếu. Một em bị bệnh là lây cho nhiều em khác cũng bệnh theo. Nếu những ai đã và đang làm cha làm mẹ cũng đều hiểu rõ một điều rằng không hề dễ dàng để tất cả các em cùng sống trong một môi trường tập thể luôn được khỏe mạnh như chúng ta nuôi một hai đứa con ở nhà. Thế nhưng bên cạnh những người luôn thấu hiểu, chia sẻ công việc thiện nguyện đầy khó khăn vất vả này, vẫn còn một số dư luận cho rằng nhiều trẻ chưa được chăm sóc tốt tại trung tâm và yêu cầu trung tâm tạm ngừng tiếp nhận trẻ. Họ đâu hiểu rằng mục tiêu của bà Huỳnh Tiểu Hương và những tấm lòng nhân ái ở đây là làm nhân đạo. Nên khi thấy trẻ bị bỏ rơi trước cửa trung tâm, họ không thể làm ngơ. Dẫu biết rõ điều kiện cơ sở vật chất của trung tâm còn chật hẹp, tài chính còn khó khăn, nhưng bà vẫn muốn đón nhận, trước hết là muốn cứu sống các em. Thế là vượt qua tất cả những sóng gió thị phi, bà và các cộng sự âm thầm nhẫn nại ươm mầm cho những ước mơ tươi đẹp của các em được tung bay và đưa trung tâm phát triển từng ngày. Đến nay, sau 13 năm đi vào hoạt động, Trung tâm Nhân đạo Quê Hương không ngừng phát triển về mọi mặt. Ngoài việc nuôi dưỡng và giáo dục gần 350 em mồ côi khuyết tật, trong đó có 150 em sơ sinh, Trung tâm Nhân đạo Quê Hương còn có sự phát triển vượt bậc về cơ sở vật chất, trường lớp. Từ chỗ chỉ có 2.100 m2 đất và dãy nhà ở lớp học được xây cất đơn sơ, chủ yếu là được lợp bằng tranh tre lá nứa. Đến nay, toàn bộ khuôn viên Trung tâm Nhân đạo Quê Hương đã được mở rộng lên 10.000 m2 và nơi ăn ở, sinh hoạt, vui chơi, học tập của các em đã được xây cất khang trang, sạch đẹp. Trong các quyền của trẻ em, có lẽ học tập là quyền cơ bản và là nhu cầu chính đáng cần được sự quan tâm hỗ trợ của toàn xã hội. Vậy nên, không chỉ lo cho các em cái ăn, cái mặc, và có được một mái ấm đúng nghĩa, bà Huỳnh Tiểu Hương còn nỗ lực không ngừng trong hành trình mang ánh sáng tri thức đến với tất cả các em. Những năm gần đây, do số lượng các em đến tuổi vào tiểu học ngày càng nhiều, chi phí học tập không ngừng tăng lên, nên bà đã nghĩ đến việc xây dựng trường tiểu học ngay tại trung tâm nhằm giúp cho việc học tập của các em gặp thuận lợi hơn. Năm 2014, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện tài chính, song Trung tâm Nhân đạo Quê Hương đã tập trung mọi nguồn lực để khởi công xây dựng trường tiểu học ngay tại trung tâm. Công trình trường tiểu học Huỳnh Tiểu Hương được xây dựng trên diện tích đất rộng 1.000 m2 nằm trong khuôn viên Trung tâm Quê Hương. Công trình có quy mô 1 trệt 2 lầu với 25 phòng học và phòng chức năng, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 700 em học sinh. Tổng kinh phí xây dựng công trình ước tính 14 tỷ đồng. Là người dành nhiều tâm huyết cho những trẻ thơ có hoàn cảnh kém may mắn, mục tiêu của bà Huỳnh Tiểu Hương cũng như Trung tâm Nhân đạo Quê Hương khi xây dựng công trình này đó là không chỉ giải quyết nhu cầu bức thiết về học tập cho các em nhỏ của trung tâm mà còn góp phần tạo cơ hội được học hành cho những trẻ em nghèo hiếu học, con em lao động nhập cư ở địa phương. Không chỉ được học văn hóa, tất cả các em ở Trung tâm Nhân đạo Quê Hương tùy theo năng khiếu, sở thích của từng em còn được bà Huỳnh Tiểu Hương cho học võ thuật, xiếc, thể thao, ca hát để các em thêm tự tin, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Những giải thưởng cao trong các kỳ thi đấu thể thao cấp trường và thị xã Di An, những màn trình diễn văn nghệ, võ thuật đặc sắc, ấn tượng của các em trong những lần biểu diễn, giao lưu ở các địa phương khác, không chỉ thể hiện khát vọng, ý chí vươn lên, tự khẳng định mình của những cô bé, cậu bé mang họ Huỳnh này, mà còn cho thấy các em đã được chăm sóc
dạy dỗ trong một môi trường tốt đẹp. Để động viên khuyến khích tinh thần học tập của các em, những năm qua, Trung tâm Nhân đạo Quê hương còn thường xuyên tổ chức các chương trình tham quan du lịch nhân dịp nghỉ hè cho các em. Chuyến hành trình đến thành phố biển Nha Trang vào tháng 6 năm 2014 là một trong những minh chứng rõ nét nhất. Tại đây, các em đã được sống trong những ngày hè thần tiên với những trò chơi vui nhộn nơi bãi biển, tham quan, khám phá những danh lam thắng cảnh như Chùa Long Sơn, Tháp Bà Ponagar, Viện Hải Dương Học, Dinh Bảo Đại. Và đặc biệt, đêm gala dinner kết hợp với mừng sinh nhật cho 16 em có ngày sinh trong tháng 6 được tổ chức ngay tại bãi biển Hoàng Hậu thực sự là ký ức đẹp, khó quên đối với tất cả các em. Nhìn các em tung tăng vui đùa trong tình đoàn kết yêu thương lẫn nhau như anh em ruột thịt trong một gia đình, chúng tôi mới hiểu hết công sức và tấm lòng của bà Huỳnh Tiểu Hương trong nỗ lực tạo dựng một đại gia đình mang tên quê hương. Ngoài việc mang đến cho các em một cuộc sống và tương lai tươi sáng, 13 năm qua, Trung tâm Nhân đạo Quê hương còn tổ chức hành trình nhân đạo đến với các vùng khó khăn trong và ngoài nước để xây tặng nhà tình thương, cho học bổng, xe lăn, xe đạp và tạo công ăn việc làm cho bà con nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền hơn 14 tỷ đồng. Bên cạnh đó, vào các ngày lễ dành riêng cho người khuyết tật và trẻ em như Ngày Người Khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4, Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập trung tâm, Tết Nguyên đán, Trung tâm Quê hương luôn tổ chức những chương trình văn nghệ giao lưu tặng quà vui tươi ý nghĩa cho các đối tượng này. Những khúc ca vui tươi rộn rã, những phần quà được trao tận tay cùng những bữa ăn ngon miệng do Trung tâm Nhân đạo Quê hương tổ chức thường xuyên và đều đặn đã phần nào xua tan những thiệt thòi mất mát mà họ phải gánh chịu để cảm thấy cuộc đời này thật ấm áp và đáng sống hơn. Trong hành trình nhân đạo của Trung tâm Nhân đạo Quê hương cũng như trong cuộc đời làm nhân đạo của mình, bà Huỳnh Tiểu Hương luôn tâm niệm sẽ thực hiện được 3 công trình dành cho trẻ em mồ côi khuyết tật. Đó là một mái ấm, một ngôi trường tiểu học và một bệnh viện để các em được chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trong điều kiện tốt nhất có thể. Theo thời gian, những công trình mơ ước này cũng dần được hình thành từ tình yêu thương vô bờ bến của bà dành cho các con cùng những tấm lòng nhân ái gần xa. Hiện tại, dù sức khỏe ngày càng suy yếu do bệnh tật và nguồn tài chính hầu như đã cạn kiệt sau 13 năm dành trọn cho những mảnh đời yếu thế cần được chia sẻ, hỗ trợ. Nhưng bà vẫn tin rằng, với sự nỗ lực cố gắng không ngừng của bản thân và được sự chung tay góp sức của cộng đồng xã hội, Trung tâm Nhân đạo Quê hương sẽ ngày càng phát triển vững mạnh và vươn xa trên hành trình nhân đạo, xứng đáng là điểm tựa của những mảnh đời khốn khó bất hạnh ở khắp mọi nơi. Mẹ giờ này ở trong rất xa, trong mưa con đã thấy mẹ. Mẹ dù dàng hát khúc ca, sao con thấy mẹ buồn? Nhìn cánh đồng xót xanh, con nhớ mong về mẹ. Mẹ trở về với con ấm áp bên mái nhà và được bầu trời. Cháu đó được thế này thì đây cũng là một công lớn, cái chính là cái sức khỏe bác gì đó, sức khỏe cháu, cháu đó thế này, cháu đó thế này, nhưng mà cháu ốm chẳng làm xuống thì làm sao cho nên cái vấn đề đi là chữa trị thế nào cho cháu, sức làm sức khỏe cháu ngày càng tốt thì công trình của cháu này nó phát triển lớn to lớn được.
công lao của cháu đối với đến cách mạng. Trung tâm dân đạo quê hương nó ra đời, nó giải quyết được và nó góp phần ổn định cái về mặt xã hội đối với cái lĩnh vực này trên địa bàn của tỉnh Bình Dương. Tất nhiên là ở cái giai đoạn đầu đó, thì khi ra đời cái tổ chức hoạt động của cái trung tâm này đó thì nhiều người là chưa hiểu, chưa rành về cái tổ chức hoạt động. Và do đó đó, cái trách nhiệm của mình, xác định trách nhiệm của mình đối với cái trung tâm đó thì nó còn có cái hạn chế. Nhưng mà qua thực tế hoạt động đó, với cái vai trò của trung tâm như đã làm được trong hơn 10 năm qua đó, thì đã thuyết phục được cái sự quan tâm, cái sự xác định cái trách nhiệm của các cấp, các ngành ở địa phương. Và chúng tôi đó đánh giá cao cái cố gắng, cái nỗ lực của trung tâm nhân đạo quê hương. Người mà có cái hoàn cảnh rất đặc biệt, mà có lẽ chính vì xuất thân từ cái hoàn cảnh đặc biệt như vậy cho nên có một cái tình thương đối với lại cái trẻ bị bỏ rơi, lang thang cơ nhỡ rồi tất cả chúng tôi. Thì tôi nghĩ là có lẽ là cũng do hoàn cảnh mình đã trải qua tất cả những cái chặng đường vất vả của cái đứa trẻ mồ côi, cái đứa trẻ không nơi nương tựa, cái đứa trẻ lang thang cơ nhỡ bất hạnh, cho nên bây giờ quay trở lại để nuôi những cái mảnh đời như thế này, cho người thương đáng được giúp đỡ, trân trọng và tạo hòa điều kiện. Thì trung tâm của chị đang nuôi dưỡng là 322 cháu mồ côi đang được các cán bộ công nhân viên, hay nói khác các bà mẹ, với tất cả tấm lòng nhân đạo, nhiệt huyết, trách nhiệm của mình, thương yêu con người, thương yêu các cháu, nuôi dưỡng chăm sóc khá tốt, khá tốt. Thứ nhất là đảm bảo sức khỏe cho các cháu để các cháu phát triển bình thường. Thứ hai là nuôi dưỡng các cháu không có nguồn sữa mẹ thì lấy sữa khác, và lấy sản phẩm sữa khác để nuôi dưỡng cháu theo cái độ tuổi và theo sự hướng dẫn của thầy thuốc. Rồi thì lo cơm cháo cho các cháu theo độ tuổi, đảm bảo chế độ dinh dưỡng các cháu lớn lên tốt. Anh em tôi đến thăm và nhiều đồng chí lãnh đạo đảng được đến thăm thì rất là khen cái việc nuôi dưỡng đó.
mình.